1. Ngày 1. Lễ trọng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Hiến chế về giáo hội dành một chương tuyệt vời có tựa đề Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa trong mầu nhiệm Chúa Kitô và giáo hội, để bàn về Đức Maria. Mặc dù không có kỳ vọng đưa ra một giáo thuyết đầy đủ về Đức Maria, nhưng như tựa đề cho thấy, chương này mô tả vai trò của Đức Maria trong giáo hội và những bổn phận của chúng ta đối với Mẹ. Vì đã cưu mang, sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Kitô, đã dâng Chúa Kitô lên Chúa Cha trong đền thánh và cùng đau khổ với con mình chết trên thập giá, Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng cứu thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Ngài thật là Mẹ chúng ta. Đức Maria đứng tại tâm điểm của Cựu Ước lẫn Tân Ước. Chúng ta có thể trình bày điểm này như sau: Chúa Kitô là sự đáp ứng hoàn hảo của tình yêu Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại. Và sau Chúa Kitô, không ai đã cộng tác trọn hảo với chương trình của Thiên Chúa cho bằng Đức Maria. Hiện nay, có lẽ chúng ta cần đến sự cầu bầu của Đức Maria hơn bao giờ hết. Vậy, chúng ta hãy phó mình trong tay Mẹ, Đấng biểu hiện vẻ mỹ lệ của giáo hội, Hiền Thê Chúa Kitô. Rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Nữ tu Elizabeth Ann Clifford, OLVN.